Hello mọi người, Nam đang edit cái clip tổng hợp bộ sưu tập video 3 năm nè mọi người. Cái này là phần 2. Phần trước là do gấp với phần là gần tới ngày kỷ niệm rồi. Nam muốn làm nhanh, rốt cuộc. Khi mà up lên á, Nam không có nghe rõ luôn được khúc sau của cái liên khúc đó là gì luôn á. Khi mà mọi người có xem mà có nghe á, là thông cảm cho Nam nha. Khi mà up lên á, thì Nam nói là ô thế à, sao không có phù hợp nhỉ. Cho nên Nam rút kinh nghiệm cho phần 2 này nha. Oh my god, cái mặt của tôi 2 năm trước kìa mọi người. Cưng dễ sợ. Cưng quá trời cưng luôn mọi người ơi. Cực kỳ cưng luôn. Nè mọi người thấy không? Cái bản mặt của tôi. Cưng không mọi người? Mới có 59 phút rồi. Nam phải edit một cái clip gì ngắn nữa. Bây giờ có chuyện gì nữa Nam sẽ quay cho mọi người xem nha.